tục câu chuyện đã phản ánh ngày hôm qua, làm thế nào xử lý tình trạng quá tải rác sinh hoạt ở thành phố Cần Thơ? Kết nối giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long, những tín hiệu lạc quan cuối năm. Bệnh thận nặng hơn do thuốc đông y, lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh khi tự ý điều trị bệnh cho trẻ. Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do dịch Covid-19 có thể kết thúc vào năm 2023, tuyên bố vừa được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra. Thưa khán giả, trong khi các dự án cao tốc trọng điểm tại đồng bằng sông Cửu Long đang nỗ lực thi công, thì nguồn cát san lấp lại thiếu. Tình trạng này gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ dự án. Tìm kiếm nguồn cát thay thế là vấn đề cấp bách hiện nay. Theo dõi câu chuyện này thì anh Công Khoa có thông tin gì ạ? Vâng ạ, trong khi nguồn cát sông đang thiếu thì sự chú ý lại tập trung vào cát biển. Và hiện nay thì Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Giao thông Vận tải đang có chuyến khảo sát đánh giá nguồn cát biển và khả năng khai thác nguồn cát này tại đồng bằng sông Cửu Long. Theo nghiên cứu, thì nguồn tài nguyên cát xây dựng và san lấp tại khu vực biển cạn tỉnh Sóc Trăng lên tới gần 14 tỷ mét khối. Cát biển Sóc Trăng đáp ứng được tiêu chuẩn làm vật liệu xây dựng và san lấp. Có 30 vùng giàu tiềm năng về khoáng sản, vật liệu xây dựng với dự báo gần 150 tỷ mét khối cát biển. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đang kiến nghị Thủ tướng cho phép khai thác nguồn cát biển phục vụ các tuyến cao tốc và công trình trọng điểm tại khu vực miền Tây. Bộ Giao thông Vận tải đã giao Ban quản lý dự án Mỹ Thuận lựa chọn vị trí thí điểm ngoài hiện trường để có thể theo dõi, đánh giá, nghiệm thu. Dự kiến kết quả của quá trình thử nghiệm sẽ có vào năm 2023. Chiều nay tại Sóc Trăng, Hội nghị giao ban khoa học công nghệ vùng đồng bằng sông Cửu Long đã diễn ra. Từ năm 2018 đến nay, đồng bằng sông Cửu Long đã và đang triển khai 617 nhiệm vụ khoa học và công nghệ ca cấp. Tại hội nghị, thì các đại biểu đã nêu lên một số kiến nghị về nguồn vốn đầu tư cho khoa học và công nghệ, về đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ, về sở hữu trí tuệ, về quản lý đo lường chất lượng, về truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Theo đó, trong thời gian tới, các tỉnh, thành phố tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học để đẩy mạnh hợp tác chuyển giao ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất, tập trung huy động mọi nguồn lực, giải pháp để triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển của từng địa phương và cả vùng. Tại đồng bằng sông Cửu Long thì sạt lở đất, triều cường, xâm nhập mặn và các hiện tượng thời tiết cực đoan đe dọa cơ sở hạ tầng, tài sản của người dân và nhiều hoạt động kinh tế khác. Trong bối cảnh đó thì dự án tăng cường sức chống chịu của cộng đồng trong ứng phó với thiên tai đã được triển khai. Sau 3 năm thực hiện, lễ tổng kết dự án này được tổ chức vào ngày hôm nay tại tỉnh Sóc Trăng. Khoảng 13.000 hộ gia đình tại hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh được hưởng lợi từ các hoạt động của dự án. 22 sáng kiến phòng ngừa rủi ro thiên tai do cộng đồng đề xuất được phê duyệt, huy động hơn 4 tỷ đồng. Kết quả này có được là do người dân đã tìm hiểu về quản lý rủi ro thiên tai một cách bài bản. Từ cộng đồng dễ bị tổn thương, dần chuyển biến tích cực sang một cộng đồng có năng lực cùng nhau phòng ngừa, ứng phó và phục hồi trước các nguy cơ khó lường của biến đổi khí hậu. Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng không chỉ trao quyền cho người dân mà còn hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ở cấp quốc gia, dự án đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, giúp cung cấp dữ liệu dự báo đến với nhiều người dân hơn, đồng thời cũng có thêm những thông tin quan trọng về thiên tai từ người dân cung cấp để kịp thời ứng phó. Với chủ đề nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững, vào sáng ngày hôm nay, tỉnh An Giang đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về dân số và kỷ niệm 61 năm Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12. Hiện An Giang đứng thứ 8 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố về dân số với khoảng 2 triệu người. Chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ em ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, với quy mô dân số đông, khả năng gia tăng dân số có thể xảy ra nhanh, khó kiểm soát. Do đó, lãnh đạo tỉnh đề nghị ngành y tế cùng các địa phương tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, làm chuyển biến về nhận thức để người dân tự nguyện thực hiện mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con để chăm sóc và nuôi dạy cho tốt.
Đồng Tháp sẽ triển khai thí điểm đường không dùng tiền mặt để thanh toán tại ba thành phố là Cao Lãnh, Sa Đéc và Hồng Ngự. Đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Kế hoạch kinh doanh, người dân trên những tuyến đường này đã sẵn sàng triển khai chính thức. Hiện thành phố Cao Lãnh lựa chọn 3 tuyến đường để triển khai thí điểm thanh toán không dùng tiền mặt là đường Nguyễn Huệ, đường Hùng Vương và đường Lý Thường Kiệt. Chỉ đơn hàng là 22.000 đồng vừa quét mã QR để thanh toán đã được nhà thuốc trên tuyến đường Hùng Vương chấp nhận. Không chỉ có hình thức là quét mã, mà chuyển khoản, quẹt thẻ, sử dụng phí điện tử đều được cửa hàng triển khai và áp dụng. Theo kế hoạch, giữa tháng 12 năm nay đến hết quý 1 năm sau, Cao Lãnh là địa phương thí điểm đầu tiên của Đồng Tháp. Vậy là năm 2022 sắp đi qua, ngành nông nghiệp đã có những tăng trưởng mạnh. Dù đã có hàng loạt khó khăn, thách thức như là thiên tai, dịch bệnh, giảm đơn hàng do lạm phát, giá vật tư nông nghiệp thì tăng cao. Kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt trên 53 tỷ đô la Mỹ, vượt xa mục tiêu chính phủ đã giao. Đây là đột phá lớn, thể hiện những chuyển biến về tư duy thị trường của từng địa phương và doanh nghiệp. Trong đó, nhiều mặt hàng nông sản đã có những dấu ấn đáng tự hào. Hai tháng cuối cùng của năm là thời điểm các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản hướng tới mục tiêu tăng trưởng vượt kế hoạch bởi nhu cầu từ thị trường thế giới cho Noel và Tết Dương lịch là khá lớn. Lần đầu tiên chưa đến hết tháng 11, ngành thủy sản đã hoàn thành mục tiêu 10 tỷ đô la. Tương tự, mặt hàng gỗ và lâm sản, cà phê, gạo cũng đã có những dấu ấn về tăng trưởng và thị trường. Những thông tin về những doanh nghiệp xuất khẩu gạo chất lượng cao qua thị trường châu Âu hay là thị trường Nhật để minh chứng rằng chúng ta đã thoát đi một cái câu chuyện tư duy về sản lượng mà chúng ta đi hướng vào chất lượng. Nó là một cái tín hiệu để thấy rằng chúng ta có thể, một khi chúng ta đã thay đổi được thì chúng ta sẽ tạo ra được một giá trị dành. Và cái vai trò đó nó không phải, nó sẽ dẫn dắt lại cái người trồng lúa để cũng phải đảm bảo được một cái tiêu chuẩn ngay từ lúc mà chúng ta chọn giống, ngay từ lúc chúng ta ứng dụng những cái quy trình canh tác. Năm 2022 cũng ghi dấu là năm thành công trong mở cửa thị trường. Liên tiếp các nông sản bước chân vào thị trường chính ngạch đã làm thay đổi tư duy của người nông dân và doanh nghiệp về một nền sản xuất theo tiêu chuẩn. Quan trọng hơn là chúng ta chứng minh được một điều rằng nông sản chúng ta về mặt chất lượng có thể đảm bảo được đến cả những cái thị trường mà khó tính nhất. Đó là những cái tín hiệu mà chúng ta thấy rằng bắt đầu trước đó và từ cái nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn hay là cái chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn đã bắt đầu nó lan tỏa ra được ngoài xã hội. Với cơ hội xuất khẩu năm 2023, mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trình Thủ tướng đồng ý cho tỉnh Quảng Ninh làm trung tâm kết nối nông sản ngay cửa khẩu do tỉnh quản lý và doanh nghiệp tư nhân đầu tư. Sau Quảng Ninh sẽ thực hiện ở tỉnh Lạng Sơn. Bên cạnh đó, vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trình Thủ tướng Chính phủ chủ trương hình thành trung tâm này ở Cần Thơ, Tây Nguyên, tập trung các hoạt động liên kết, sản xuất, chế biến tinh, hệ thống logistics, khu phi thuế quan của lĩnh vực nông nghiệp. Câu chuyện ngổn ngang rác thải tại thành phố Cần Thơ đã được nhóm phóng viên VTV phản ánh những ngày qua. Là một thành phố trung tâm của vùng, thế nhưng hàng ngày, hàng giờ thì người dân phải đối mặt với rác thải. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Và sau khi các phóng sự này được phát sóng thì lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã yêu cầu là phải giải quyết ngay các điểm nóng bị ùn ứ rác, điều tiết lại lượng rác đốt và chôn lấp, đẩy nhanh tiến độ mở rộng các khu xử lý rác. Tại nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ, để giải quyết nhanh tình trạng ùn ứ, nhà máy này đã bố trí thêm người và phương tiện. Sẽ có hai máy cẩu hoạt động liên tục thay vì một máy như trước đây. Trước đây, trong hợp đồng xử lý rác có ghi rõ, chúng tôi tiếp nhận rác từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hàng ngày. Nhưng nay, với tình trạng rác thải sinh hoạt ngày càng tăng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nên chúng tôi đã điều chỉnh tiếp nhận rác 24/24. Từ trước đến nay, Cần Thơ chia việc xử lý rác ra làm hai. Thứ nhất là rác thu gom từ các quận, mỗi ngày khoảng 530 tấn sẽ được đưa đi đốt rác phát điện. Thứ hai là rác thu gom từ các huyện, mỗi ngày khoảng 90 tấn sẽ được đưa đi chôn lấp. Vài tháng trở lại đây, lượng rác sinh hoạt đô thị chủ yếu ở các quận đã liên tục tăng cao, gây nên tình trạng quá tải, ùn ứ. Thế nên, việc phân chia tỷ lệ xử lý rác này sẽ phải có sự điều chỉnh. Một là đốt rác để phát điện là ở Thế Lai. Thứ hai là ở Cờ Đỏ thì chúng tôi đó là có cái rác chôn. Đấy thì có hai cái nơi mà để xử lý rác.
thì chúng tôi phải điều phối làm sao cho nó kịp thời để mà tiếp nhận cái lượng rác này để chúng ta xử lý. Đấy, cho nên là phải làm sao có cái sự điều phối để tránh cái trường hợp rác ứ động làm ảnh hưởng tới môi trường. Về phản ánh của VTV mới đây, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết đã chỉ đạo các quận xử lý ngay các bãi rác lưu trữ mất vệ sinh trên địa bàn. Với điểm trung chuyển rác ở cửa ngõ vào thành phố, yêu cầu các đơn vị thu gom rút ngắn thời gian phân loại và bốc dỡ, không để kéo dài nhiều tiếng như hiện nay. Làm xong phải vệ sinh phun tịch đảm bảo môi trường. Còn về lâu dài, thành phố cho biết đã chuẩn bị đất sạch, lựa chọn nhà đầu tư mở thêm mô đun xử lý rác công suất 500 tấn rác một ngày tại huyện Thới Lai. Dự án này sẽ khởi công năm 2023 và đi vào hoạt động năm 2025. Cũng là một câu chuyện mà miền Tây hôm nay đã phản ánh trong bản tin ngày hôm qua. Có thể thấy cảng cá Rạch Gốc và cảng cá Hố Gùi của tỉnh Cà Mau hoạt động không hiệu quả từ khi hoàn thành xây dựng là do thiếu hệ thống giao thông kết nối. Do đó, để phát huy được giá trị sử dụng của công trình thì đã đến lúc chính quyền và các cấp các ngành của tỉnh Cà Mau phải chú trọng đầu tư phát triển hệ thống giao thông kết nối các cảng cá với trung tâm đô thị. Do tuyến đường giao thông và cầu đấu nối từ cảng ra đường Hồ Chí Minh vừa nhỏ, vừa bị hạn chế tải trọng, trở thành rào cản cho vận chuyển hải sản, kéo theo lượng tàu cập cảng khá thấp, khiến cảng cá Rạch Gốc tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau dù đầu tư đồng bộ hơn nhưng lượng tàu cập bến thì như muối bỏ biển. Tôi là lái xe, cũng thường xuyên vô đây lấy đồ, nhưng mà đường thì nói chung là nó hơi nhỏ, cầu thì có 8 tấn mà xe tôi thì nếu mà hàng với xe luôn là 10 tới 11 tấn lận. Thì nói chung là vô đây là nhiều khi chở là được có 2 tấn hàng thôi. Đa số tàu là người ta muốn cập cảng để người ta lên hàng hóa, tại vì cảng thì nó rộng rãi, mỗi một lần nó lên được nhiều tàu. Còn bây giờ thì cũng không biết nó cập ở đâu, nó đi về đâu, nhưng mà thì hiện tại thì tàu là nó ít cập ở cảng cá Rạch Gốc thôi. Việc thiếu hệ thống giao thông làm cản trở sự phát triển của cảng cá đã được kiến nghị lên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. Song nguồn lực ngân sách tại địa phương có hạn nên Cà Mau sẽ đầu tư theo thứ tự ưu tiên các công trình trọng điểm. Với cảng cá Rạch Gốc, trong năm 2023 sẽ ưu tiên mở rộng giao thông kết nối với cảng, cùng với đó sẽ sắp xếp lại các hoạt động kinh doanh, vận chuyển phù hợp. Còn cảng cá Hố Gùi, địa phương sẽ xem xét đầu tư tuyến đường vào cảng. Hiện nay thì chúng tôi đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và đã được biết Sở Giao thông Vận tải cũng đã lập cái báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình Ủy ban tỉnh cũng như các cái bộ ngành có liên quan để làm sao chúng tôi đầu tư trong thời gian sớm nhất để phát huy hiệu quả của các công trình đã đầu tư. Việc xây dựng, mở rộng các tuyến giao thông vào các cảng như Hố Gùi, Rạch Gốc là phù hợp với sự phát triển của địa phương, đánh thức được tiềm năng khai thác thủy hải sản của tỉnh Cà Mau. Do đó, chính quyền và các cấp ngành của địa phương cần sớm xây dựng giao thông kết nối với cảng cá là việc làm cấp thiết hiện nay. Tới đến xuân về, nhu cầu sử dụng tiền mặt tăng cao. Lợi dụng tình trạng này thì các đối tượng sử dụng tiền giả để qua mặt người dân. Thông tin này được cập nhật trong cụm tin an ninh trật tự ngay sau đây. Nhiều chủ cửa hàng ở tỉnh Phú Yên gần đây bị các đối tượng dùng tiền giả mệnh giá lớn mua hàng hóa có giá trị nhỏ hoặc kẹp lẫn tiền giả với tiền thật. Thủ đoạn là dùng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng kèm theo tiền mệnh giá nhỏ hơn để thanh toán. Trong quá trình mua hàng, đối tượng thường có những hành động làm người bán mất cảnh giác, sau đó trả bằng tiền giả. Công an huyện Vũng Liêm vừa bắt tạm giam 2 tháng với Kim Văn Cường, 35 tuổi, về tội trộm cắp tài sản. Ngày 3 tháng 12, khi đang trên đường đến chỗ câu cá tại xã Trung Thành Đông, Cường thấy xe máy không ai trông coi, trên xe để sẵn chìa khóa nên lấy xe và chạy về nhà của người quen cất giấu, sau đó quay lại lấy xe của mình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đã xác định và bắt đối tượng chỉ trong một ngày sau đó. Công an tỉnh Hậu Giang vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, đá gà và cá độ bóng đá mùa World Cup qua mạng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Khám xét 11 đối tượng tại các huyện Châu Thành A, Châu Thành và huyện Phụng Hiệp, lực lượng thu giữ tổng số tiền gần 500 triệu đồng, hơn 50 điện thoại di động, máy tính bảng, laptop và sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc. Bước đầu thống kê, số tiền đánh bạc là khoảng 200 tỷ đồng. Cuối năm là thời gian mà các loại tội phạm, nhất là trộm cắp tài sản thường diễn biến phức tạp. Nhiều vụ xảy ra gần đây tại Hậu Giang cho thấy các đối tượng trộm rất là chuyên nghiệp, liều lĩnh đột nhập vào nhà dân hàng giờ đồng hồ mà chủ nhà thì không hề hay biết. Hiện trường vụ trộm tại phường 5 thành phố Vị Thanh cuối tháng 10 vừa qua.
Biết chắc chủ nhà đang ngủ say trong phòng, đối tượng ung dung lục lọi suốt hơn 2 tiếng đồng hồ mới vào bằng cửa chính hoặc là cửa sổ vào lấy trộm là tài sản và nhanh chóng tẩu thoát. Thì thời gian thực hiện là từ 0 giờ đến 2 giờ sáng, lúc này là chủ nhà ngủ say là nên không phát hiện. Nắm bắt quy luật hoạt động của đối tượng, công an thành phố Vị Thanh đã giăng lưới và bắt được Nguyễn Tiểu My cùng chồng là Nguyễn Văn Tân cùng trú huyện Châu Thành khi đang thực hiện trộm cắp. Bước đầu hai đối tượng khai nhận từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt đã thực hiện tổng cộng hơn chục vụ trộm cắp tài sản ở huyện Châu Thành và thành phố Vị Thanh. Trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ thì kiểm tra cửa trong nhà để mà mình đảm bảo an toàn và chắc chắn. Cái thứ hai là đối với cửa chính mà có lắp đặt là cửa kiến nhôm á, thì chúng ta nên là lắp thêm cái cửa bảo vệ và gắn vô cái màn vải che để tránh trường hợp là đối tượng từ ngoài nhìn vào nhà để phát hiện tài sản. Cái thứ ba là trước khi đi ngủ thì tiền, điện thoại, laptop và chìa khóa xe chúng ta nên cất vào cái hộp tủ cho nó chắc chắn. Cái thứ tư là chúng ta có điều kiện thì nên gắn hệ thống báo chống trộm và cái camera an ninh để đảm bảo cho việc là... Bởi đây là loại tài sản mà trộm cũng hay nhắm tới. Dùng thuốc đông y điều trị bệnh là chuyện bình thường. Tuy nhiên, dùng thuốc đông y để điều trị bệnh thận cho trẻ em lại đang là một vấn đề đáng lo ngại. Liên tiếp trong hơn một tháng qua, đã có 5 trẻ vào Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng rất nặng do sử dụng phương pháp đông y. Anh Khoa có thêm thông tin chi tiết nào xung quanh vụ việc này không ạ? Vâng ạ. Và một cái trường hợp cụ thể sau đây là một câu chuyện rất là điển hình ạ. Một cậu bé là 9 tuổi tại Hà Nội nhập viện khi mà toàn thân đã bị phù nề, nguy cơ là quá tải dịch. Thông tin từ người thân khi mà thấy con có dấu hiệu là phù ở vùng mặt nè, chân tay thì gia đình đã cho uống thuốc nam khiến cho cân nặng đã tăng bất thường, 3 tuần mà tăng tới là 12 kg. Cháu được xác định là mắc hội chứng thận hư. Sau một tuần điều trị thì sức khỏe đã ổn định hơn nhưng mà vẫn còn phù nề. Trước đó thì cũng có một trường hợp tương tự tại Thanh Hóa. Gia đình đã biết con có bệnh về thận nhưng lại cho uống thuốc nam và cả thuốc bắc. Lúc quá nặng thì mới đưa vào bệnh viện, đã qua mất giai đoạn vàng để điều trị khỏi. Các bác sĩ khuyến cáo với bệnh về thận, điều trị đông y thì không hiệu quả mà phải được khám và điều trị tại bệnh viện. Cảm ơn quý khán giả đã chọn Miền Tây Hôm Nay buổi chiều để cập nhật những tin tức diễn ra trong ngày. Những thông tin chính trị xã hội quan trọng sẽ diễn ra trong ngày, có ngay sau đây. Mời anh Công Khoa. Cảm ơn chị Thi Nhi. Thưa khán giả, sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027 đã họp phiên trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Đến dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi lãng hoa chúc mừng đại hội. Đồng thời, nhận thức rõ hơn trọng trách sứ mệnh vẻ vang. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng của những người trẻ tuổi với biết bao khát khao, ước mơ và hoài bão. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, thanh niên luôn luôn là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên đã được xác định phù hợp với đặc điểm, trình độ, năng lực, thế mạnh của thanh niên. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta hết sức coi trọng, đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên và tổ chức đoàn. Song bản thân thanh niên và tổ chức đoàn cũng cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò và sứ mệnh quan trọng của mình. Mỗi thanh niên phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ, dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn để xây dựng đất nước. Thanh niên phải tiên phong trong việc. Kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng ấp Bắc, ngày 2 tháng 1 năm 1963, ngày 2 tháng 1 năm 2023, tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức nhiều hoạt động ôn lại truyền thống lịch sử đấu tranh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh. Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm diễn ra lúc 20 giờ ngày 31 tháng 12 tại khu di tích chiến thắng ấp Bắc ở xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy. Cuối phần lễ có chương trình bắn pháo hoa tầm thấp, tiếp theo là rất nhiều hoạt động khác như hội thảo khoa học chiến thắng ấp Bắc, họp mặt cựu chiến binh tham gia trận đánh liên quan ca khúc cách mạng, hội thi các môn thể thao dân tộc, giải diệt giả báo ấp Bắc, hội thi làm bánh dân gian, chương trình đờn ca tài tử.
chiến thế áp bách cách đây 60 năm là trận đánh mở đầu cho sự khủng hoảng về chiến thuật và dấu hiệu phá sản chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ-Ngụy tại miền Nam Việt Nam.